Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp ngôi sao bóng cánh bằng giấy nha. Đây các bạn xem nè. Đây là cái ngôi sao bóng cánh nha. Như thế này đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp cái ngôi sao này nha. Các bạn chuẩn bị cho mình là một cái kéo nè và một cái tờ giấy A4 nha các bạn. Đây. Trước tiên thì các bạn gấp cái tờ giấy A4 này nè thành một cái hình tam giác cho mình nha. Các bạn đo cái cạnh cho nó bằng nhau xong rồi các bạn đã chốt lại nha các bạn. Bây giờ các bạn cắt cái phần này ra nè. Đấy, cái cạnh đó. Giờ các bạn mở ra nè. Các bạn ghép cái góc nhọn này. Nó bằng cái góc nhọn này nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để ủng hộ cho mình nha các bạn. Các bạn đo cho nó bằng nhau nha. Bây giờ các bạn đo cái cạnh này nè, nó bằng cái cạnh này. Đấy, sau khi các bạn gấp thì chúng ta được cái đường như thế này. Bây giờ các bạn gấp cái góc nhọn này nè, nó bằng cái góc nhọn này nha. Sau đó các bạn gấp hai bên này nè, các bạn gấp xuống nha. Đo hai cạnh này nè cho nó bằng nhau xong rồi các bạn chút cái đường nét giữa này đi nha các bạn. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nè và cái cạnh này nó trùng với cái đường chính giữa này nha các bạn. Đây, sau khi bạn gấp lại như thế này, bây giờ các bạn mở ra lại nha. Các bạn mở ra, các bạn lật nó lên nha. Đây, các bạn mở ra như thế này nè. Sau đó các bạn gấp cái cạnh như thế này vô nè. Cho nó đúng cái nét của nó nha các bạn, cho nó bị trật nè. Xếp cái ở trên này vô nè cho nó đúng cái nét của nó, xong rồi các bạn đã gấp xuống nha. Đấy, một chút cho nó vào nét cái đã sợ bạn chút.
chút đi. Này, chúng ta xong một bên nha. Tương tự cái bên này, các bạn cũng gấp cái cạnh này và cái cạnh này nó trùng với cái đường chính giữa này nha các bạn. Các bạn sau khi định như thế này thì các bạn cũng mở ra, các bạn làm tương tự như bên kia nha. Các bạn nhớ chút ở trên này trước cả nha các bạn. Chút xong thì mình mới bỏ nó xuống, nó khỏi bị đập cái nó gấp nha. Sau khi gấp thì chúng ta được như thế này nè. Bây giờ các bạn mở cái này ra nè, mở cạnh này ra, các bạn mở luôn bên này ra nè, xong các bạn gấp lại. Bây giờ các bạn lật cái góc này nó lên đây này nha, và nó cắt hai cái góc này. Bây giờ bạn gấp cái cạnh này nè, và cái cạnh này nó trùng lên cái đường thẳng này nha. Các bạn gấp ngược lên thôi các bạn. Đây, như thế này. Các bạn lật qua phía bên này nè, các bạn cũng gấp hai cái cạnh này nó lên trên này nha. Và bây giờ các bạn lật ra như thế này nè. Các bạn lật nó ra nha. Đây, bạn lật ra luôn nè. Các bạn lật hết ra như thế này. Và phía dưới này nó có cái lỗ nè các bạn. Chỗ này nó có lỗ, mình thổi như vô nha. Mình thổi vô cho nó phồng lên. Lấy cái các bạn chuẩn bị cho mình cái đầu như thế này nè. Các bạn chích vào đây cho nó phồng cái lỗ này, mình thổi cho nó dễ nha các bạn. Cái này nó khó thổi. Lỗ nó nhỏ. Đây các bạn mình chỉnh nó thành cái lỗ như thế này nè. Đây, thấy không? Bây giờ mình thổi nha. Đây, nó chỉ cần lên được từng này thôi thì mình kéo ra cũng được nha các bạn. Đây, các bạn kéo những cái góc này ra nè.
bạn sẽ được như thế này các bạn. Đây, như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cách ghép ngôi sao bốn cánh bằng giấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho một like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.